trở lại bản tin ngắn. Bộ năng lượng của chính quyền Biden đã nỗ lực thúc đẩy việc ban hành quy định dành cho bếp ga và lò nướng. Trắng trợn. Trong tương lai, <laughs> chắc làm trình cũng phải hỏi ý kiến chính phủ nha. Ngày 1 tháng 2, sẽ khi bộ năng lượng đề xuất các quy định mới về hiệu suất đối với bếp dùng cho khí đốt tự nhiên, các thiết bị nấu ăn của người tiêu dùng khác thì chắc chắn sẽ nên nổ ra một cuộc tranh luận về bếp ga. Theo đề xướng của Bộ Năng lượng sẽ đặt ra giới hạn về mức tiêu thụ năng lượng đối với bếp ga, các tiêu chuẩn sử dụng năng lượng dành cho bếp điện, bếp ga và lò nướng. Quy định này cũng đề sướng rõ ràng là bếp ga, bếp điện sẽ thay thế tất cả các ngưỡng định nhất định về hiệu suất năng lượng. Theo yêu cầu của Quốc hội, Bộ Năng lượng đang đề nghị các tiêu chuẩn hiệu suất đối với bếp ga và bếp điện. Chúng tôi không đề nghị lệnh cấm đối với hai loại bếp này. Phát ngôn viên của Bộ Năng lượng đã nói trong một tuyên bố với hãng thông tấn hôm thứ các tiêu chuẩn được đề nghị này sẽ tiết kiệm cho quốc gia 1 tỷ 700 triệu Mỹ Kim khi chúng có hiệu lực vào 2027. Trắng trời! Từ khi, từ khi, từ, khi, nào có đảng Dân Chủ mà nó tiết kiệm vậy? Nó dùng 110 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Nó dùng mười mấy tỷ Mỹ Kim cho một số đất nước miền trung của nước Mỹ. Miền, à, à, miền trung của, của châu Mỹ. Từ khi nào mà thật sự nó đi tiết kiệm 1 tỷ 700 triệu Mỹ Kim để nó tác động vào cái quyền tự do tiêu dùng của con người Mỹ chúng ta. Mọi nhà sản xuất lớn đều có những sản phẩm đáp ứng và vượt qua cái yêu cầu của đề nghị này. Trong cái đó, bộ năng lượng về tiết kiệm năng lượng những quy định này sẽ giúp cải thiện an ninh và độ tin cậy của hệ thống năng lượng quốc gia. Đồng thời tính rằng tiêu chuẩn này có thể cho phép tiết kiệm năng lượng lên 3.4% với những trường hợp không áp dụng như tiêu chuẩn. Họ đã ước tính các nhà sản xuất sẽ phải chịu tổng chi phí chuyển đổi là 183 triệu Mỹ Kim. Tức là bây giờ tốn 183 triệu Mỹ Kim. Và 183 triệu Mỹ Kim này là nó sẽ đẩy cho người tiêu dùng của chúng ta. Cơ quan này cũng tuyên bố họ tạm thời kết luận rằng các tiêu chuẩn được thể hiện cải thiện tối đa và hiệu suất năng lượng, khả tư về mặt công nghệ và hợp lý về mặt kinh tế. Đồng thời nói rằng họ ước tính rằng ngành công nghiệp này sẽ phải chịu tổng chi phí chuyển đổi là 183 triệu Mỹ Kim để giúp các sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn sửa đổi mới. Trắng trợn! Vậy lý do mà tại sao đó? Đó là cái mà thật sự đó nha chúng ta thấy đó họ càng ngày họ càng muốn control cuộc sống của chúng ta giống như bà Karen chủ tịch hiệp hội khí đốt của Hoa Kỳ đã nói rằng chúng tôi lo ngại đây là một nỗ lực khác của chính phủ liên bang nhằm quy định loại bỏ những sản phẩm khí đốt tự nhiên khả thi hiệu quả ra khỏi cái thị trường cách tiếp cận này của bộ năng lượng có thể cấm các thiết bị sử dụng khí đốt một cách hiệu quả chúng tôi lo ngại tiếp cận này sẽ loại bỏ một số sản phẩm khí đốt trong tương lai có đủ cái tiềm năng bộ trưởng năng lượng rảnh quẩn giá xăng dầu thì tăng không làm sao đi suy nghĩ cái giá xăng dầu này có thể hạ nhiệt cho những người nghèo như chúng tôi còn bây giờ ngồi để quy định nhiều cái thứ khác nhau và đó là sự trắng trợn của bộ năng lượng của Hoa Kỳ và đó là bản tin ngắn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại